Người đàn ông này quá bá đạo, chơi cờ vây thắng 10 triệu won nhưng không cần tiền, chỉ cần búng 10 cái vào trán đối phương. Đối thủ còn nghĩ rằng gặp phải kẻ ngốc, ok mày búng đi, hắn còn cười hi hi, chủ động giơ đầu ra. Kết quả phát thứ nhất chấn động não, phát thứ hai bật ngửa ra sau. Tên tóc dài không chịu nổi nữa mắng chửi rút dao ra, nhưng bị người đàn ông đấm gục bằng một cú. Tóc dài bị trói vào cột nhà, người đàn ông tiếp tục búng. Phát thứ ba, thứ bốn, thứ năm khiến giữa trán hắn mọc thêm con mắt thứ ba. Phát thứ sáu, thứ bảy trực tiếp khiến con người bắn ra ngoài, tóc dài biến thành người mù. Phát thứ tám, thứ chín, thứ mười, tóc dài trực tiếp bị chết não. Tại sao nam chính lại lợi hại như vậy? Anh có thâm thù đại hận gì với tên tóc dài? Hãy cùng Cuồng Phim đến với bộ phim Nước Cờ Sinh Tử để biết câu trả lời nhé. Đây là thế giới người người chơi cờ, chỉ cần đánh cờ hay thì sẽ danh lợi song toàn, tiền bạc vô kể. Người đàn ông này tên là Te Seok, là cao thủ cờ vây top 2. Trong trận đấu lần này anh ta lại thua rồi. Chính vào lúc đó, anh trai đến cầu xin Te Seok giúp mình đánh thêm một ván nữa. Lần này anh trai đã cược toàn bộ tiền bạc nhà cửa, Te Seok chỉ có thể bất lực đồng ý. Đối thủ chính là giám đốc sòng bạc Sanso, anh trai thông qua máy quay siêu nhỏ trên cúc áo để truyền tải trực tiếp hình ảnh trên ván cờ, còn Te Seok thì ngồi trên xe chỉ đạo từ xa. Nhưng hoàn toàn không thể ngờ, Sanso cũng đang sử dụng chiêu thức tương tự. Máy quay chạy bằng cơm của Sanso còn cao tay hơn nhiều, cho một mỹ nữ cao thủ cờ vây chuyên nghiệp âm thầm chỉ huy mình. Ván cờ đã đánh được một nửa, chính vào lúc nước sôi lửa bỏng thì đột nhiên mất tín hiệu, anh trai không nghe thấy tiếng em mình. Dưới sự thúc giục của Sanso, đành phải tự ý đi một nước. Te Seok ngồi trong xe hét lớn, anh ơi đừng đánh chỗ đó. Cái đó gọi là sai một ly đi một dặm, anh trai thua trắng tay. Te Seok ngồi trên xe bị đàn em trong sòng bạc phát hiện, hắn đánh đập Te Seok tàn nhẫn rồi lôi vào trong. Không chỉ bị bại lộ kế hoạch ăn gian khi giám đốc Sanso lục soát túi, còn phát hiện tiền mà anh trai đem theo toàn là hàng giả. Thuộc hạ tóc dài trực tiếp đổ hết quân cờ vào trong tất chân, đập mạnh về phía anh trai, còn búng vào chán Te Seok mấy cái. Chính vào lúc này, lão đại sòng bạc đến rồi, ra lệnh cho anh trai ăn hết sạch quân cờ trên mặt đất, nếu không sẽ giết chết cả hai ngay tại chỗ. Anh trai chỉ có thể bắt đầu ăn từng quân cờ một, còn lão đại cũng muốn đánh một ván với Te Seok, chỉ cần anh thắng sẽ tha cho hai anh em một con đường sống. Te Seok đã bị đánh đập đến mức hoa mắt chóng mặt, ngay cả bàn cờ còn không nhìn rõ, run tay một cái khiến cho quân cờ đi sai vị trí, ván cờ này lại thua rồi. Lão đại không thèm nói nhiều, ra tay giết chết anh trai, còn tiện tay nhét con dao vào trong tay Te Seok. Te Seok bị hãm hại, chỉ có thể chấp nhận vào tù, nhưng bi thảm nhất là bị mù một bên mắt. Trong nhà tù có ông trùm xã hội đen luôn muốn có được cơ hội ân xá. Nhưng cai ngục trưởng là fan hâm mộ cờ vây, ông ta muốn trùm xã hội đen đánh cờ thắng mới cho ân xá. Te Seok nghĩ rằng đây chẳng phải là sở trường của mình hay sao, thế là giúp trùm xã hội đen thắng ván cờ đó. Cai ngục trưởng không hề cam tâm, nhốt Te Seok vào trong phòng riêng biệt. Ai ai cũng biết, phòng riêng biệt này được mệnh danh là địa điểm tốt nhất để giác ngộ tài năng của bản thân. Một hôm khi cai ngục đến đưa cơm tù, Te Seok phát hiện bên trong giấu một tờ giấy, trên đó viết muốn đánh một ván không. Không thể ngờ người ở phòng sát vách của Te Seok lại là cao thủ cờ vây tuyệt thế. Te Seok vẽ bàn cờ trên tường để chơi cờ, nhưng đối phương quá lợi hại khiến Te Seok không thắng nổi ván nào. Vài tháng trôi qua, khả năng đánh cờ cũng có sự tiến bộ rất lớn. Đợi khi ra khỏi phòng riêng biệt thì Te Seok sẽ dạy cai ngục trưởng đánh cờ. Dưới sự giúp đỡ của anh, cai ngục trưởng giành được giải quán quân cờ vây không chuyên, còn phê chuẩn lệnh ân xá cho trùm xã hội đen. Ông trùm xã hội đen này vì muốn báo đáp Te Seok, cử đàn em thân thủ giỏi nhất của mình dạy anh kỹ thuật chiến đấu. Bước đầu tiên nếu muốn thành cao thủ chính là phải học được cách ăn đòn hàng ngày trước. Ăn đòn có thể tăng cường sức chịu đựng, cũng có thể rèn luyện cơ bắp. Trải qua vài tháng luyện tập khắc khổ thì Te Seok đã lột xác hoàn toàn, trở thành cao thủ võ lâm. Vài năm sau, Te Seok cuối cùng cũng sắp ra trại rồi, trùm xã hội đen rất kính trọng anh. Te Seok quyết định đi theo ông trùm, nhưng trước tiên phải báo thù cho anh trai đã. Ông trùm xã hội đen rất bá đạo, thẳng tay tặng cho Te Seok một con xe Mercedes và 100 triệu won tiền mặt. Lần này Te Seok đóng giả thành người ăn học đàng hoàng đến sòng bạc năm xưa. Te Seok điều tra rõ ràng sự bố trí nhân viên trong sòng bạc này, dưới trướng lão đại tổng cộng có 5 đại tướng, ai nấy đều là cao thủ cờ vây. Người đầu tiên chính là tên tóc dài này, năng lực của hắn thấp nhất. Sau đó người thứ hai là Sanso, hắn chính là giám đốc sòng bạc. Người thứ ba là quỷ tóc bạc, ông ta là giảng viên dạy cờ. Người thứ bốn là mỹ nữ kỳ thủ, đây chính là kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp nhất, được ông chủ bao nuôi từ nhỏ đến lớn. Người thứ năm là tiểu thần đồng, là thiên tài cờ vây mới bị ông chủ bắt được gần đây. Te Seok đến sòng bạc đánh vài ván với tên tóc dài trước, anh cố ý để thua đối phương dẫn dụ hắn buông lỏng cảnh giác, còn để thua hẳn 10 triệu. Cuối cùng Te Seok đề nghị người thua sẽ bị búng 10 cái vào trán, tóc dài tưởng mình gặp vận đỏ, gặp đúng phải thằng ngu, không thèm nghĩ nhiều đồng ý ngay tắp lự. Te Seok thể hiện ra khả năng thật sự và dễ dàng thắng được ván này. Tên tóc dài chẳng bận tâm nhiều, còn cười hi hi, thò đầu ra phía trước, chẳng phải chỉ là búng 10 cái thôi à, mày thích thì cứ búng đi, búng thoải mái. Te Seok chuẩn bị búng, chỉ bằng một cái đã khiến tóc dài trực tiếp bị chấn động não. Hắn ta hơi tức giận, nào ngờ sức của Te Seok lại mạnh như vậy, nhưng mà do đã thua cuộc nên chỉ có thể tiếp tục hứng đòn. Phát thứ hai trực tiếp khiến đối phương ngã ngửa, tóc dài không thể chịu nổi nữa, chửi ầm lên móc dao ra nhưng bị Te Seok đấm một cú ngã gục. Tóc dài bị trói vào cột, phát thứ ba, thứ bốn, thứ năm, trán hắn đã rách thành con mắt thứ ba.
lần này tóc dài sợ hãi cực độ rồi. Hắn khóc lóc van xin Tê Xê Ốc, nhưng Tê Xê Ốc lạnh lùng banh mắt hắn ra. Tiếp theo đó chính là phát thứ 6 và phát thứ 7 khiến con ngươi của hắn bắn ra ngoài, tên tóc dài biến thành người mù. Sau đó là phát thứ 8, phát thứ 9, phát thứ 10, rất nhanh tóc dài bị búng đến nỗi chết não. Nhưng xử xong tên tóc dài này chỉ là khởi đầu của màn trả thù. Vì muốn thuận lợi báo thù, Tê Xê Ốc quyết định phải tìm kiếm trợ thủ trước. Trước tiên anh tìm gặp anh đeo kính, đây là đàn em lúc trước của anh trai hồi còn sống, sở trường là lừa đảo và hóa trang. Tiếp theo, cả hai tìm được ông già mù, ông già này chính là cao thủ cờ vây đẳng cấp, tuy mù hai mắt nhưng có thể đánh cờ mù. Người cuối cùng nhập hội chính là thợ mộc cụt một tay, ông ta thật sự giỏi đánh nhau. Liên minh báo thù cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh, Tê Xê Ốc bắt đầu sắp xếp. Đầu tiên cử anh đeo kính giả dạng là người có tiền đến sòng bạc tìm người khiêu chiến, ván nào cũng thua đối thủ 1000 won, sau khi thua thì gây sự ầm ĩ để thu hút sự chú ý của giám đốc sòng bạc Sanso. Sanso tưởng đây là kẻ ăn chơi chắc táng nên định thả dây dài câu cá lớn. Trước tiên hắn ta cho anh thắng, cố tình thu anh đeo kính một món tiền, sau đó mới thả dây câu hẹn anh cược một ván lớn ở ngoài sòng bạc. Nhưng hắn vẫn chưa biết mình mới chính là con cá mắc câu đó. Vì muốn thắng ván này, thợ mộc cụt tay chế tạo ra một bàn cờ đặc biệt, có thể cảm ứng chính xác vị trí của quân cờ, đồng thời truyền tải hình ảnh lên màn hình từ xa. Ngày hẹn đã đến, Sanso mang theo 20 triệu won tiền mặt đến như đã hứa, nhưng cũng không một mình tác chiến, hắn tìm quỷ tóc bạc nhờ chi viện từ xa. Ván cờ vừa bắt đầu, anh đeo kính trực tiếp biến thành kẻ lắm lời, không ngừng lải nhải bởi dưới chân anh lắp máy tự động, thông qua số lần rung anh ta mới biết vị trí đánh cờ. Ván cờ đã đánh được một nửa, ông già mù cảm nhận được, người chi viện cho đối thủ chính là thuộc hạ bại tướng quỷ tóc bạc của mình. Sau vài hiệp đối đầu thì Sanso đều thua, nhưng quỷ tóc bạc cũng cảm nhận được anh đeo kính không đơn giản, sau lưng chắc chắn có người, thế là Sanso rút dao ra, định giết chết anh đeo kính. Chính vào lúc đó, Tê Xê Ốc xông vào đánh nhau với Sanso. Ban đầu hai bên bất phân cao thấp, nhưng do Tê Xê Ốc có một trái tim thù hận nên càng đánh càng hăng, dần dần Tê Xê Ốc chiếm thế thượng phong. Sanso bị đánh ngã vào kính xe ngất ngay tại chỗ, khi anh ta tỉnh lại thì đã đến một kho lạnh. Hai người đàn ông này cởi trần đánh cờ trong kho lạnh dưới nhiệt độ âm 30 độ C, đây là trận chiến sống còn. Đồng hồ cắt trên bàn giống như lá bùa chủ người ta chết sớm, thời gian của ai dùng hết trước thì xem như người đó thua. Thời gian trôi qua một nửa, nhiệt độ mỗi lúc một thấp, đèn điện thi nhau phát nổ, trên da hai người phủ đầy băng tuyết. Sanso không thắng nổi Tê Xê Ốc nên rút dao găm vung qua đó, Tê Xê Ốc nghiêng người một cái nhẹ nhàng tránh được, tung liên tiếp mấy chưởng khiến Sanso ngã nhào ra đất. Sau đó ném ra một tờ kỳ phổ tàn cục, nói với hắn ta, chỉ có phá giải kỳ phổ này mới có thể lấy được mật mã của kho lạnh. Cơ thể của Sanso nhanh chóng đông cứng, ngón tay cũng bắt đầu tê bì chứ đừng nói giải được mật mã. Khi lão đại đến nơi thì hắn đã đông thành que kem rồi. Có người đến gây sự, lão đại rất điên tiết, hắn muốn quỷ tóc bạc so tài với Tê Xê Ốc, nhưng Tê Xê Ốc hoàn toàn không quan tâm đến tiền. Anh yêu cầu dùng lưỡi của quỷ tóc bạc để đặt cược, lão đại đồng ý ngay. Bọn họ bắt đầu quyết đấu trên mạng, vừa bắt đầu thì lão già này vẫn tràn đầy tự tin, còn bảo lão đại châm thuốc cho mình, nhưng Tê Xê Ốc hiện tại đã được huấn luyện qua tay cao thủ tuyệt thế. Chưa đầy 20 phút sau, quỷ tóc bạc đã thua rồi, thuộc hạ đè hắn lên mặt bàn, lão đại đích thân ra tay cắt đứt lưỡi hắn. Lão đại nhìn thấy Tê Xê Ốc ở phía xa, đồng thời cũng đã điều tra rõ lai lịch của anh, thế là cử thuộc hạ bắt anh đeo kính và ông già mù. Hắn lấy kỳ phổ mà Tê Xê Ốc để lại ở kho lạnh ra bảo anh đeo kính phá giải, cứ đi sai một nước sẽ chặt đứt một ngón tay. Kỳ phổ cao minh như vậy anh đeo kính đương nhiên không thể phá giải, hai ngón tay liên tiếp bị bẻ gãy, may mà nước cuối cùng đoán mò đi đúng vị trí. Ông già mù bên cạnh thực sự không nhịn nổi nữa, quyết định cược một ván với lão đại sòng bạc. Không có bàn cờ chuyên dụng cho người mù, nên ông già chỉ có thể vừa đánh vừa nhớ lại vị trí. Lúc này ông già mù vẫn chưa biết đối thủ của mình không phải lão đại sòng bài, mà là tiểu thần đồng và kỳ thủ mỹ nữ đứng sau. Bày binh bố trận như vậy khiến ông già không có cơ hội thắng, quả nhiên cuối cùng vẫn bị đánh bại. Nhưng chính vào lúc này, ông ta rút một con dao từ trong gậy trực tiếp đâm về phía trước. Lão đại sớm đã có sự chuẩn bị, ông ta đỡ lấy dao, phản công đâm trúng điểm chí mạng của ông lão, cuối cùng còn ghim tay ông trên bàn cờ. Khi Tê Xê Ốc và thợ mộc cụt tay đến nơi, thì ông già mù cuối cùng vẫn không trụ được nữa. Tê Xê Ốc mặc vest trắng, một mình đến điểm hẹn, lão đại cũng nhận ra người trước mặt này chính là tên ngốc năm xưa. Hai người quyết định đấu một trận sinh tử trên bàn cờ. Trận đấu bắt đầu, Tê Xê Ốc lựa chọn vị trí 22 để mở màn, đây cũng chính là nước cờ mà sư phụ anh đã đi. Bên phía thần đồng lựa chọn tinh vi, sau ba nước cờ, Tê Xê Ốc lại chọn một nước đi khác. Lão đại có chút ngơ ngác, mà trong lòng Tê Xê Ốc biết rõ, đối thủ mà mình đang đối mặt chính là mỹ nữ kỳ thủ và tiểu thần đồng. Trước kia anh sớm đã mua chuộc mỹ nữ kỳ thủ về phe mình, bởi vì cô ấy bị lão đại ức hiếp nhiều năm nay, có khổ mà không dám nói suốt một thời gian dài. Mỹ nữ kỳ thủ dùng ám hiệu phối hợp với tiểu thần đồng, dần dần khiến cục diện cân bằng, nhưng lão đại đã phát hiện. Hắn trực tiếp lôi mỹ nữ ra ngoài rồi cho một nhát dao trước mặt Tê Xê Ốc. Ván cờ này bất phân thắng bại, chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực, ông chủ sòng bạc gọi rất nhiều thuộc hạ ra bao vây xung quanh Tê Xê Ốc. Tê Xê Ốc dũng cảm tiến lên, không hề run sợ chút nào. Anh thể hiện bản lĩnh chiến đấu học được trong tù, tiến hành đánh tay không với cả đám thuộc hạ, không bao lâu sau xử lý sạch bọn chúng. Ở bên kia, thợ mộc cụt tay đứng bên ngoài cũng gặp phải đám sát thủ bao vây. Ông ta lấy ra cánh tay giả có chứa vũ khí đằng sau cốp xe, lắp đặt vào cánh tay gãy của mình, vũ khí và cơ thể dung hòa với nhau. Cuộc đối đầu sinh tử của Tê Xê Ốc và lão đại
hai người đánh tương đối khốc liệt. Lão đại rút dao găm trên bàn cờ ra, đâm thủng bụng Tae Seok, may mà anh sớm đã mặc áo chống đạn nên chẳng qua chỉ bị thương nhẹ. Tae Seok dùng một chưởng đánh ngã lão đại, cầm gậy chống của ông già mù lên, nhắm chuẩn thời cơ then chốt đâm khắp toàn thân đối thủ. Cuối cùng găm thật chặt bàn tay hắn lên bàn cờ, cuối cùng lão đại cũng trầu Diêm Vương, còn Tae Seok cũng coi như trả được mối thù, cả người mềm nhũn đổ gục ra sàn. Tae Seok nhìn những người nằm trên đất, có lẽ cuộc đời vốn là một ván cờ, chưa đến cuối thì chẳng ai biết thắng thua. Một tháng sau, Tae Seok tạm biệt thợ mộc cụt tay, anh cùng với mỹ nữ và tiểu thần đồng lên xe đi đến Seoul. Ở đó lại có những gì đang chờ đợi họ đây? Bộ phim đến đây là kết thúc. Câu hỏi của bộ phim, các bạn thích chơi cờ gì nhất? Cờ caro, cờ vua, cờ tướng, cờ đam, cờ cá ngựa? Hãy cho bọn mình biết câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.